mình lại một con thông tin một con các ban pro này, các bạn đầu tiên bản lý phần mô tả mình đăng ký, các bạn nhận sẽ nhận được 100 đô USDT, nó sẽ trả về có 100 đô USDT này nó sẽ pending các bạn, nó sẽ trả về cho bạn cái đồng CBB này để các bạn có thể đổi qua ETH hoặc USDT các bạn. Mỗi ngày nó trả cho bạn 0.005 CBB là tức là 0.05 USD nha các bạn. Mình có để phần link và video hướng dẫn đăng ký trước kia các bạn. Và mình sẽ chừng nào mình sẽ đủ min rút 20 đô. Các bạn bấm vào một cái để ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Một affiliate New York nè. Cái sàn này là rất uy tín các bạn. Rồi mình chia sẻ được 7 bạn nè. Rồi, nó sẽ có một cái đường link dẫn chỗ này nè các bạn. Đồ người ta. Đâu ta, nó vô trang cá nhân ngay, đăng sức luôn cái gì, để mình kêu liên kết cho bạn sau các bạn. Khi nào các bạn bấm vào deposit nè, các bạn muốn nạp tiền thì nạp tiền đô vào thì nó sẽ tăng lên số tiền của bạn lên các bạn. Cái này như là mình đầu tư. Rồi, khi nào các bạn có đủ tiền các bạn bấm vào withdraw nè. Rồi nha các bạn, mình transfer qua USDT nha các bạn. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Tiền Mỹ luôn. Hiện giờ mình chưa có đủ tiền nha các bạn. Chưa đủ mình rút nó tới 20 đô đó. Bạn nên mình giá cho bạn bè coi, lâu quá lâu mình cập nhật lại. Nữa ấy cái gì các bạn vào một exchange, một cuộc trao đổi chứ. Buy sell. Rồi, video sau mình sẽ nhận các bạn công tiền. Bây giờ mình sẽ kiếm cái mục cho các bạn lấy đường dép đi. Xin B-Boy. Mẹ cái đường dép mà hôm đông tiêu chợ tới sáng luôn. Không có cái đường dép nè. User mà nè. Lâu quên thu quên con ta là mình xem đi bị mình email submit account để mình kiếm lại các bạn. Rồi các bạn ơi, đừng ghép mình quên nè các bạn ơi, mình cứ video chứ mình có để hướng dẫn các bạn lấy đừng ghép đó mà khi nào rút tiền mình hy vọng các bạn đăng ký rồi bỏ đó nha các bạn, 5-3 tháng không được vài chục đô, bỏ đấy các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Video dưới phần link mình có để cái video hướng dẫn lấy liên kết luôn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.